Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hưng Yên về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Những chính sách hỗ trợ của nhà nước giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn. Các trường học huyện Khoái Châu chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Những đóng góp của các gia đình trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Huyện Phù Cừ đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 24 tháng 4 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đánh giá Hưng Yên trong thời gian qua đã nỗ lực vươn lên trở thành một trong những địa phương có đóng góp vào ngân sách trung ương và kinh tế quý I khả quan dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hưng Yên là một trong những địa phương được chọn để kích hoạt phát triển kinh tế xã hội sau thời gian tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng sự buổi làm việc có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019, kết quả quý I năm 2020. Theo đó, năm 2019, kinh tế của tỉnh tăng trưởng gần 9,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 74 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,9%. Trong quý I, dù bị tác động của dịch COVID-19, nhưng các chỉ tiêu tăng trưởng trên mọi lĩnh vực của tỉnh đều khá khả quan, trong đó kinh tế tăng trưởng gần 6,9%, thu ngân sách đạt trên 3.500 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh tập trung phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, tạo điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Về công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh thành lập 36 đội cơ động chống dịch. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp nhận cách ly 6.730 trường hợp. Qua sàng lọc xét nghiệm, chưa phát hiện trường hợp nhiễm dịch COVID-19. Hưng Yên đã triển khai các giải pháp kịp thời đảm bảo an sinh xã hội như hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho 3.700 đối tượng người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ 50% mức chuẩn trợ cấp xã hội theo quy định 135.000 đồng một tháng cho 15.000 người cao tuổi đủ 75 đến dưới 80 tuổi không có lương hưu, 30kg gạo một hộ cho 7.500 hộ nghèo. Năm 2020, Hưng Yên phấn đấu hoàn thành xây dựng tỉnh nông thôn mới, bởi đến nay, tỉnh có 4 trên 10 đơn vị cấp huyện và 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị thu nhập bình quân trên 1 hectare canh tác đạt hơn 200 triệu đồng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng kiến nghị với Chính phủ một số giải pháp tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Hưng Yên là tỉnh giàu tiềm năng phát triển, nhiều thế mạnh như giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, có nguồn nhân lực chất lượng cao và đặc biệt là có khát vọng phát triển. Lợi thế của tỉnh là gần thủ đô Hà Nội, một trung tâm kinh tế phát triển của cả nước, là điều kiện thuận lợi phát triển cả về công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Thủ tướng đánh giá Hưng Yên đã làm tốt thu hút đầu tư nước ngoài, có 11.000 doanh nghiệp, phát triển đô thị được chú trọng theo hướng hiện đại và văn minh. Đặc biệt, Hưng Yên phấn đấu 100% số huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm nay. Trước khó khăn do dịch COVID-19, Thủ tướng ghi nhận tỉnh Hưng Yên đã cố gắng rất lớn để kinh tế tăng trưởng gần 7%, một điểm sáng trong duy trì tăng trưởng cao và rất ít địa phương đạt được điều này. Qua đó, duy trì được mục tiêu kép vừa chống dịch thành công lại đảm bảo tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội. Ngay trong lúc chống dịch, Hưng Yên có nhà máy thiết bị vật tư y tế xuất khẩu được 2 triệu khẩu trang kháng khuẩn sang Mỹ vào đầu tháng 2 này. Được Mỹ rất hoan nghênh, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ trong lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đến nay, Hưng Yên đã xuất khẩu được 50 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn và con số này tăng lên 180 triệu chiếc vào tháng 5. Tuy vậy, với quy mô kinh tế chưa đạt 4 tỷ đô la Mỹ, Thủ tướng đánh giá quy mô này chưa tương xứng với các lợi thế của tỉnh, giá trị gia tăng của sản xuất còn thấp.
dù có lợi thế về một số mặt hàng nông sản chất lượng cao nhưng lại chưa sản xuất quy mô lớn gắn với chế biến, các dự án đột phá còn hạn chế. Về những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội các cấp tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp nhằm thực hiện chiến lược bước đi trong 5-10 năm tới. Với định hướng đó, Thủ tướng gợi ý Hưng Yên phải đón bắt thời cơ phát triển và tỉnh hoàn toàn có thể làm được điều này nếu có ý chí, khát vọng và phương pháp tiếp cận vấn đề tốt. Tỉnh Hưng Yên thì tôi nghĩ có tên hưng thịnh và bình yên. Thì có lẽ cho ông mình cũng tính toán cái này không chị? Hưng Yên thì phát huy cái tiềm năng thế mạnh của vùng đất màu mỡ, phù sa, khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi, vị trí thuận lợi. Nên phát triển những ngành mà thế mạnh lợi thế so sánh của vị trí của đồng chí, kể cả công nghiệp, cả dịch vụ và nông nghiệp. Nói như vậy, với Hưng Yên thì ở một ngày không xa sẽ là đô thị, nhưng mà trước mắt trong thập kỷ đến thì tỉnh này vẫn là cái tỉnh có cái vị trí nông nghiệp lớn, nông nghiệp chất lượng cao, chứ không phải bỏ quên cái này. Bởi vì nó có cái là có thể cơ cấu kinh tế anh đạt được một tỷ lệ rất là tốt, nhưng mà cơ cấu lao động của Hưng Yên, lao động nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ rất là cao. Chúng ta phải chú ý cái thành phần này. Đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hình các doanh nghiệp lớn để nơi đây sầm quốc hơn. Một cái chiến lược, một cái kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp, người tài, người trẻ tuổi, người giàu có phải về sống Hưng Yên, môi trường tốt sống, đối xử tốt, nhân văn xã hội tốt. Mà nói các tỉnh xa xôi còn khó nói câu này, cho Hưng Yên còn khó nói câu này. Các ông chỉ phải chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đáp yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Nhất là rà soát bổ sung các lĩnh vực đào tạo cần thiết đang thiếu. Để Hưng Yên trở thành một tỉnh phát triển như Đồng Nai, Bình Dương trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh cần có quyết tâm lớn để làm được những việc lớn, trong đó cần đặt vấn đề đa dạng hóa đầu tư, chọn dự án có đủ khả năng, tầm cỡ để thúc đẩy phát triển, phấn đấu trở thành một trong những địa phương đi đầu trong vùng. Trước mắt, Hưng Yên phải nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế, phương châm là phòng thủ chặt, tiến công nhanh. Trong đó, phòng thủ với COVID-19, nhưng tiến công nhanh là phát triển kinh tế. Không được để dịch quay trở lại, tỉnh phải hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đóng góp vào bức tranh màu sáng của đất nước năm 2020. Thủ tướng mong muốn Hưng Yên bắt kịp dòng vốn đầu tư nước ngoài dịch chuyển vào Việt Nam, tranh thủ nguồn lực để phát triển. Cùng với đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện định hướng phát triển, phải bổ sung quy hoạch cơ cấu lại các ngành công nghiệp theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ có giá trị gia tăng cao, các ngành công nghiệp mới. Cùng với đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, tỉnh cần quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân. Sau thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19, hiện nay các cửa hàng quán ăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã cơ bản quay trở lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên vẫn chủ động tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch. Cụ thể tại thị trấn Yên Mỹ và một số xã trên địa bàn huyện, ngày 24 tháng 4 đã có khá nhiều quán ăn và cửa hàng dịch vụ mở cửa trở lại. Ngoài việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu, nhiều quán đã chủ động bố trí nước sát khuẩn cho khách hàng. Bên cạnh đó, các quán karaoke, quán game, khu vực nơi công cộng trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm theo chỉ thị số 15 cho đến hết 30 tháng 4 khi có chỉ đạo mới. Sau thời gian giãn cách xã hội và trở lại công việc như trước, nhưng người dân vẫn phải thận trọng, không chủ quan, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, toàn tỉnh hiện có trên 15.000 người lao động bị ảnh hưởng, mất việc làm do các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thời điểm này toàn tỉnh đã có trên 30 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 120 doanh nghiệp giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Số lao động bị ảnh hưởng là trên 15.000 người, trong đó có gần 2.000 lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động, trên 13.500 lao động bị ngừng việc tạm thời hoặc nghỉ việc luân phiên. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho nhiều doanh nghiệp bị thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất, đơn hàng xuất khẩu bị cắt giảm. Vì thế, các doanh nghiệp tạm thời phải giảm sản xuất, giảm lao động để phù hợp với tình hình thực tế. Thưa quý vị và các bạn,
Để giúp cộng đồng doanh nghiệp giảm bớt khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, chính phủ đã triển khai nhiều gói chính sách hỗ trợ về vốn vay, về giãn các khoản thuế, đã phát huy tác dụng kịp thời, giúp tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp vượt khó. Doanh nghiệp này mới nhận được thông báo của ngân hàng giảm 0,5% lãi suất vay từ 6,5% một năm xuống còn 6%. Như vậy, với khoản vay 15 tỷ đồng mà doanh nghiệp đang vay của ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh, mỗi tháng giảm được gần 5 triệu đồng tiền lãi. Cái sự giảm rất là ý nghĩa trong giai đoạn khó khăn này đó, giúp doanh nghiệp có thể là tạo một biết vững và sẽ đứng vững trong bước tiếp theo để phát triển sau này. Không chỉ thực hiện giảm lãi vay vốn ngân hàng cho sản xuất kinh doanh, theo Nghị định 41/2020 của Chính phủ, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 còn được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Tùy vào nhóm đối tượng là doanh nghiệp hay hộ gia đình, cá nhân kinh doanh mà thời gian gia hạn từ 5 tháng đến 1 năm. Điều này có tác động tích cực đến hoạt động của các thành phần kinh tế. Nó lùi lại được cái thời gian để cho nhà công ty chúng tôi được làm ăn, được hoạt động trở lại bình thường. Để được hưởng các ưu đãi này, người nộp thuế phải làm giấy đề nghị gia hạn theo mẫu tại Nghị định 41 gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc quý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế hoặc chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho học sinh từ khối lớp 5 trở lên đi học trở lại vào ngày 27 tháng 4. Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở giáo dục đang tích cực triển khai các công tác chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo an toàn, ghi nhận tại huyện Khoái Châu. Dù thời tiết mưa rét, nhưng ngay từ đầu giờ sáng, các học sinh trường Trung học Phổ thông Trần Quang Khải thuộc địa bàn xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu đã có mặt để tổng vệ sinh trường lớp. Đồng thời, nhà trường tiến hành rà soát kịp thời bổ sung đầy đủ hệ thống bồn rửa tay, hệ thống nước sạch và xà phòng rửa tay, bảo đảm cung cấp đủ số lượng cần sử dụng theo khuyến nghị của ngành y tế. Cái điều kiện quan trọng nhất đó là cái việc làm vệ sinh lớp học và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, xà phòng, nước khử khuẩn và nước sạch để học sinh rửa tay theo đúng cái khuyến cáo của Bộ Y tế, đảm bảo sức khỏe cho các em và cho các thầy cô khi trở lại trường học. Nhà trường cũng đã thực hiện theo cái chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng dịch của tỉnh là mỗi một lớp không quá 30 em và sẽ học không quá 3 buổi trên tuần, thì chúng tôi vẫn đủ cơ sở vật chất. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Khoái Châu duy trì đều đặn. Do vậy, khi có quyết định chính thức, các nhà trường không hề bị bất ngờ. Tất cả các khâu chuẩn bị đang được gấp rút triển khai. Mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho cán bộ giáo viên và học sinh được đặt lên hàng đầu. Cái nguồn kinh phí của nhà trường thì rất là hạn hẹp, nhưng với tinh thần là ưu tiên trên hết cho cái công tác tức là phòng chống dịch, thì nhà trường vẫn cố gắng để tạo cái nguồn kinh phí đầu tư sửa chữa các cái khu vực vệ sinh, lắp hệ thống nước sạch, xây dựng thêm các cái vòi nước rửa tay, chuẩn bị xà phòng cho các em, rồi các cái thiết bị như là khẩu trang, máy đo thân nhiệt. Với sự chuẩn bị của các nhà trường như vậy, tin tưởng rằng phụ huynh học sinh sẽ yên tâm khi con em trở lại trường học tập vào ngày 27 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 45 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thu non sông về một mối. Bắt đầu từ hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên mở chuyên mục kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cùng với quân dân cả nước, Đảng bộ Hưng Yên đã lãnh đạo quân và dân dốc sức thi đua sản xuất, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước và chi viện cho miền Nam, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vào những ngày cuối tháng tư lịch sử này, mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Bống ở thôn Duyên Linh, xã Đình Cao, huyện Phù Cử lại ôm di ảnh của người con trai thứ ba là liệt sĩ Vũ Hồng Liệu,
Mẹ Bống có 4 người con trai thì có 3 người tham gia quân đội, 2 người trong số đó đã không trở về với mẹ. Là anh hùng liệt sĩ Vũ Hồng Ngân, hy sinh tháng 4 năm 1972 tại mặt trận phía Nam, và liệt sĩ Vũ Hồng Liệu. Người con còn lại là Vũ Hồng Kim trở về thì bị nhiễm chất độc màu da cam. Những mất mát của mẹ Bống là không thể đong đếm được. Song với mẹ Bống thì đây là sự hy sinh đầy ý nghĩa cho dân tộc, cho đất nước. Tôi thì đâu có giặc thì con cứ đi. Bây giờ thì con thằng út thì anh Hào làm chủ tịch. Người ta khám bệnh ở trên ủy ban nó lại lên nó khám bệnh. Anh Hào bảo chú đi đâu? Em đi khám bộ đội vào. Nhờ chú rủ chú về thôi. Không, em không về. Em cứ đi. Người ta tiến chân đến cầu cáp là đi khỏi cầu cáp lên xe thế là kéo cờ thế là dưới với trên nó ngồi trên xe cũng cứ thế này thế là đi. Bác bảo ai tay đến chủ xuất con thì chờ. Chờ sọt thì sao? Thì bây giờ thì có thế mới có ngày nãy chứ. Không thể kể hết những hy sinh mất mát trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu gia đình Việt Nam, trong đó có Hưng Yên, đã góp công, góp của, mà còn cả xương máu cho chiến trường. Nhiều gia đình, không chỉ có một, mà nhiều người, nhiều thế hệ đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Tôi có 2 người em ruột và 2 cháu ruột hy sinh cho chiến trường miền Nam. Trong đánh Mỹ, hôm nay thống nhất được đất nước, gia đình rất đau xót, nhưng đồng thời cũng thấy cái vinh dự của gia đình đã góp một phần nhỏ cho đất nước có ngày hôm nay. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, những nỗi đau mất mát của các gia đình là những đóng góp quan trọng trong những chiến thắng hào hùng của dân tộc. Những đóng góp to lớn ấy đã, đang và sẽ mãi được các thế hệ hôm nay và mai sau khắc ghi trân trọng. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở người có công và hộ nghèo tỉnh vừa thành lập 5 đoàn rà soát thẩm định xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo tỉnh năm 2019-2020 đợt 2. Mỗi đoàn thẩm định được thành lập có từ 15 đến 21 thành viên là lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ các sở ban ngành địa phương của tỉnh. Trên cơ sở tiêu chí quy định đã được ban hành, các đoàn tiến hành rà soát thực tế từng gia đình, người có công, hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây nhà ở trong danh sách đã được các huyện, thị xã, thành phố thẩm định gửi ban chỉ đạo tỉnh. Việc thẩm định được thực hiện bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 và hoàn thành báo cáo ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 30 tháng 4 năm 2020. Đợt 2 này, toàn tỉnh có 910 hộ có nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở, trong đó 397 hộ người có công với cách mạng và 513 hộ nghèo. Theo quy định thì sau khi rà soát thẩm định, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ có quyết định hỗ trợ cho các hộ xây nhà ở đủ tiêu chuẩn với mức là 80 triệu đồng một nhà và các hộ phải tiến hành xây dựng xong trước tháng 9 năm nay theo đúng kế hoạch. Để góp phần hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, hiện nay huyện Phù Cừ đang tập trung nguồn lực đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Trong năm 2020, huyện Phù Cừ đã và đang thực hiện xây mới 7 công trình giao thông có tổng chiều dài hơn 9 km, cải tạo nâng cấp 14 tuyến đường có tổng chiều dài 27 km với tổng số vốn các công trình là 390 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 5 cầu giao thông gồm cầu Văn Sa, xã Đình Cao, cầu Vóc trên đường huyện 83, cầu Cự Phú, xã Tam Đa, cầu vào trường chính trị huyện và cầu vào trại giống lúa của huyện. Hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Phù Cừ phát triển, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Thời gian qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã đẩy mạnh cải cách, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Đến nay, hơn 70% các xã, thị trấn không có thủ tục xử lý trễ hạn. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã tiếp nhận trên 11.300 thủ tục hành chính. Thời gian xử lý các thủ tục hành chính được rút ngắn, nhiều thủ tục có kết quả trong ngày, 99,9% thủ tục được xử lý trước và đúng thời hạn, 12 trên 17 xã, thị trấn không có hồ sơ trễ hạn. Một số địa phương luôn trả kết quả trước thời hạn như xã Trung Hưng, Việt Cường, Lý Thường Kiệt, Ngọc Long, Tân Việt. Đây là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện một cửa liên thông. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.
khuyến cáo phòng chống COVID-19, hướng dẫn người được cách ly y tế và thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú. Cách ly y tế là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế hướng dẫn tự cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú như sau. Người được cách ly cần tự cách ly tối đa 14 ngày. Cách ly tại phòng riêng, nếu ở phòng chung phải kê giường cách nhau ít nhất 2 mét. Không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly. Không tiếp xúc trực tiếp, ăn chung với người trong gia đình, nơi lưu trú. Thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch ít nhất 30 giây. Đo thân nhiệt ít nhất 2 lần một ngày, ghi kết quả vào phiếu theo dõi sức khỏe. Thu gom khẩu trang, giấy lau mũi, miệng đã sử dụng vào túi đựng riêng, xử lý rác theo hướng dẫn của y tế. Báo ngay cho cán bộ y tế nếu thấy một trong các dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Đối với thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú cần hạn chế tiếp xúc, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc. Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng chất sát khuẩn thông thường. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người được cách ly có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Động viên, chia sẻ, hỗ trợ dụng cụ cần thiết cho người được cách ly. Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú.